Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, chia rồi chia nữa được không? Thưa quý vị và các bạn, chia rồi chia nữa được không là một cái thách đố của một khách hàng đã hỏi cho tôi như vậy. Người vợ điện lại cho tôi bảo rằng là chị Thu ơi, trước đây thì tôi với ông xã tôi ly hôn. Thì khi mà ly hôn thì trong tổng cộng là ví dụ như là có 500 mét vuông đất đi, thì tôi chỉ thỏa thuận là tôi lấy 100 mét, ông lấy 400 mét. Thì sau khi mà ra sang tên đăng bộ rồi thì tôi mới sực nhớ lại là bây giờ trong trường hợp này là tôi thấy tôi lấy ít quá, bây giờ tôi lấy nhiều nữa. Bây giờ chị Thu ơi, tôi có thể chia lại được hay không? Thưa quý vị và các bạn, cái dừng lại ở mức tư vấn chia rồi chia lại được không, đó là một cái câu trả lời mà hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn. Tôi đưa ra hai trường hợp. Thứ nhất, nếu trong trường hợp bạn đi đến tòa, bạn đã yêu cầu ly hôn con chung và tài sản chung trong cùng một vụ kiện, và trong cái tài sản chung đó bạn đã thỏa thuận ở tòa rằng là đóng tiền án phí, ly hôn đồng ý, con chung thỏa thuận. Đối với tài sản chung ra được bằng một cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, trong đó có tôi là A, tôi nhận 100 mét vuông đất, và ông chồng tôi là B, ông chồng tôi chịu 400 mét vuông đất. Như vậy trong trường hợp này tòa án chia rồi không thể thỏa thuận lại, vì các bên đã thể hiện với nhau bằng một cái phán quyết của tòa, mà phán quyết này đã được tòa án bằng cái dấu mộc của tòa án, bằng quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Các bạn ạ, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trong trường hợp này chúng ta không thể chia nữa. Trong trường hợp này vị khách hàng, nếu vị khách hàng có cái gọi là đã bút xa biên bản thỏa thuận ra phán quyết của tòa thì không thể chia lại được. Trong trường hợp thứ hai là có thể chia lại được. Trường hợp thứ hai, tôi đến tòa. Trong cái vụ tranh chấp này có ba mối quan hệ. Thứ nhất là ly hôn, thứ hai con chung, thứ ba là tài sản chung. Tuy nhiên lên tòa, tòa động viên, tòa nói anh chị ơi, nếu trong trường hợp này các anh chị thỏa thuận về mặt tài sản đi, chúng tôi sẽ xử lý rút lại là về ly hôn và con chung mà thôi. Thì hai anh chị này nói ồ được rồi, đồng ý. Thì như vậy chúng ta sẽ rút lại và không đóng án phí cho việc khởi kiện này. Về nhà chị vợ chị mới nói thôi ông nói vậy cũng được, 100 mét vuông giờ tổng cộng nhà mình có 500, thôi xưa đất này đất của ba mẹ ông để lại, thôi ông lấy 400 đi, tôi lấy 100 cũng được. Đi ra chưa có làm văn bản gì hết, và các bên cũng chỉ nói miệng với nhau. Thì bây giờ thật sự khi chưa làm ra giấy tờ gì hết, thì bây giờ trong trường hợp các bên không đồng ý vì không có cái chuyện là thỏa thuận bằng một cái bất cứ một cái chứng từ gì hết, thì bây giờ sau khi tòa án đã tiến hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về ly hôn, về con chung hoặc là bản án gì đó, thì chúng ta sẽ quay trở lại, nếu trong trường hợp không thể thỏa thuận được tài sản là 500 mét vuông này, trên nguyên tắc là trong thời kỳ hôn nhân thì chia đôi đó, thì chúng ta sẽ quay lại khởi kiện. Thông qua cái vui vui rồi tài sản này chia rồi chia được hay không, thì luật sư cũng muốn nói cho quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn đã thỏa thuận bằng một văn bản tại tòa án thì chúng ta không có quyền chia lại,
Còn nếu trong trường hợp chúng ta thỏa thuận mà chúng ta về chúng ta chỉ nói miệng, chúng ta chỉ nói mà hai bên là ừ nay tôi lấy 100 mét, ông này lấy 400 mét mà không có một cái chứng từ gì khác, thì chúng ta cũng có quyền thay đổi cái ý chí các bạn nha. Thay đổi các ý chí mà được ghi nhận tại tòa án thì chúng ta không thể chia lại tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Còn nếu trong trường hợp chúng ta tự thỏa thuận không bằng bút mực, không bằng văn bản thì chúng ta có quyền chia lại. Thưa chị, trong trường hợp này tôi đã trả lời cho chị, tài sản chung chia rồi, chia lại được hay không, đó là tùy trường hợp của chị. Có một số luật sư, một số anh chị em hỏi với tôi rằng là sao luật sư không trả lời vào trúng cái câu hỏi của tôi. Tại vì như thế này, có một số anh chị em chỉ mang một tính chất tư vấn, thì tôi đem cái câu chuyện pháp luật của các anh chị em tư vấn đó đến cho mọi người, chứ tôi cũng chưa cầm một cái hồ sơ, tôi chưa đi vào tranh tụng. Các anh chị em phải hiểu như vậy, tôi chưa đi vào tranh tụng một cái hồ sơ để tôi nắm được cái hồ sơ nó như thế nào. Tuy nhiên rằng với mong muốn cái chủ đề của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta phổ thông rộng và đi từng ngóc ngách của đời sống xã hội, cho nên tôi muốn đưa những cái câu chuyện mà mã hóa cái thông tin họ tên địa chỉ của khách hàng để gửi đến quý vị và các bạn, để có những cái chủ đề phong phú cho từng ngày vào lúc 8 giờ tối post lên. Cho nên quý vị và các bạn hãy cứ song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Xin trân trọng cảm ơn.